Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của em Dân để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nhân quý vị. Chào Dân. Em xin chào anh Tấn, em xin chào quý cô chú anh chị trên toàn quốc nha. Hôm nay em có một số phôi mai giảo hay giao lưu quý cô chú anh chị. Mong quý cô chú anh chị xem video ủng hộ tiếp cho em ha. Số điện thoại giao lưu của em là 0857703620, đó cũng là số giao lưu của em luôn nha. Tất cả các cây thì em bao phí ship toàn quốc. Để không làm mất thời gian thì em vào chi tiết cây số 1 nha. Rồi, mã số 1 quý vị ơi. Rồi, chiều cao em nó. Chiều cao là 76. Rồi, 76 cao. Hoành thân là 14. Rồi, có cái nồi đế đẹp quá ha. Dạ. Hoành có 14 mà cũng đế đẹp đó nha. Mình giao luôn nhiêu em? Dạ, cây số 1 này em giao luôn giá 600 ngàn. Rồi, 600 ngàn được, cây mai có cái nồi đế đẹp luôn quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo, số 2. Dạ, cây số 2. Cây đế quá nha. Rồi, cao. Chiều cao là 80. 80 cao. Hoành của anh nó hoành 11 nha. 11 bộ đế nè quý vị, đế quái luôn quý vị. Rồi, cái mã số 2 này em giao lưu giá 500. Rồi, 500 ngàn. Rồi, xuống cây. Mã số 3. Tiếp theo cái mã số 3. Rồi, chiều cao là 66. 66. Cái này nồi đế đẹp luôn quý vị ơi. Hoành thân là 14. Rồi, 14 hoành thân. Đế rất là đẹp quý vị. Rồi, cây số 3 này em giao lưu giá 700 ngàn. Rồi, 700 ngàn quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 4. Theo là cây mã số 4. Tăng là lỡ lỡ ha. Chiều cao là 1m2 nha quý vị. 1m2, 8 ngàn. 8 ngàn nó 80. 80 ngàn. Có sẵn tàn lỡ lỡ rồi quý vị, về quý vị để về chơi rồi quý vị ghép cũng được ha, cần ghép cũng được. Bằng ở vị trí đó 11 quý vị. 11. Còn em đo ở dưới khúc này là 16. Rồi, xây xây luôn quý vị. Đế quái luôn quý vị ơi, để sổ nôm. Rồi, cái mã số 4 này em giao lưu giá 900. Rồi, 900 ngàn. Rồi, xuống cây. Cái số 5. 5. Mã số 5, chiều cao là 66. 66 cao. 17 hoành. Rồi, xây xây luôn. Đây. Đế quái như cái gì? Con to nè. Đế lực. Rồi, em giao lưu giá 700 ngàn. Rồi, 700 ngàn. Rồi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây. Tiếp theo. Số 6. Số 6. Cao là 75. Cái này đế lực nha quý vị. Dạ, 17 hoành. Đây. Đế lực ha, đều bốn mặt nha quý vị. Đó. Em giao lưu giá 400 ngàn quý vị. Rồi, 400 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Quý vị. Số 6. Rồi, tiếp tục mã số 7. Phải có bị đế quá xa ha. Rồi, kế tiếp cây mã số 7. Cây này cũng tàn lỡ lỡ như vậy. Rồi, cam nó luôn. Dạ, chiều cao 1m17. Rồi, tán ngang. Ngang là 77. Rồi, tán ngang 77. Có bộ đế quá xa ha. Dạ. Nơi hoành thân là cái vị trí này là 24. Bên này là 17 nha quý vị. 17. Đây cũng chính xác. Rồi, đây, mặt bên đây mới giữ nè, đó, quá đây xá luôn ha. Là đẹp luôn quý vị. Đầu sổ nó khoảng nhiêu vậy em? Dạ, 24. 24. Đậu nôm sổ của đế là 24 nha quý vị. Rồi, giao lưu cái này nhiêu em? Dạ, cái này em giao lưu giá 1 triệu 6. Rồi, 1 triệu 6. Rồi, xuống cây. Rồi, còn quái thú. Rồi, mã số... Dạ, mã số 8. 8. Cái mã số 8 này có chiều cao là 30. Giờ biết đo đâu nữa. Đo hoành nha quý vị, cái dây nhỏ. Nó quái quái vậy đó. Đó cái đuôi mà. Dạ, trên còn cái này cái em biết đâu nguyên cái cục đi. Đâu nguyên cái cục này đi. Đó.
Nên cái tổng nồi này là 92. Rồi, 92 rồi, xây đây xây. Rất là đẹp luôn quý vị. Cái này về quý vị ghét. Cái nồi đế này rất đẹp quý vị ơi. Rồi, giao luôn nhiêu vậy em? Giá 2 triệu quý vị. Rồi, 2 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Dạ, tiếp theo là cái số 9. Số 9. Cao. Cao là 30. 30 rồi, xây xây luôn. Thay cành xè luôn ha. Rồi, hoành em nói luôn. Dạ, 22 hoành. Rồi. Rồi, đế nơm đế, 6 quý vị. Rồi, cái này em giao lưu giá 2 triệu. Rồi, 2 triệu nha quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Rồi, cái số 10. Số 10, cao. Chiều cao là 1m2. Rồi, xây xây luôn. Dạ, tháng ngang nó là 1m quý vị. Rồi. Nguyên nồi đế đẹp quá nè. Rồi, hoành luôn qua quý vị. 22 hoành quý vị. Rồi, chính xác. Nồi đế đẹp lắm quý vị ơi. Nồi đế đặc. À. Để công nơ đế này quý vị chưa quý vị về quý vị cảo quý vị. Nó mạnh cay luôn ha. Rồi, mình giao luôn nhiêu em? Mã số 10 này em giao luôn giá 2 triệu 7. Rồi, 2 triệu 7 nha quý vị. Rồi, xuống cây. Mình đổ á. Rồi, mã số 11 có bộ đế VIP luôn. Đứng cây lên. Cái số 11, cái này chắc cao tầm khoảng 1,5 m quý vị. Rồi, 1,5 m cao ha. Số tay cành nè. Trực luôn ha. Đế giữ ha. Quá sao đế. Được có bộ đế quý vị. Rồi, hoành em nó. 25 hoành. 25 hoành, sổ nhiêu vậy em? Dạ, đổ sổ là 30. Tổng nồi nhiêu em? Tổng cái nồi đế là 86 quý vị. Rồi, 86 ha, rồi, xây xây luôn. Cái nồi đây quý vị, hết sức cái nồi đế ha. Nồi đế sổ đều 4 mặt quý vị. Cái này là củ khác quý vị, cái này nè. Đâu, đâu, xeo bánh coi. Cái này nè. À, cái cọng rễ gì đó phải không? Để nó chen vô thôi chứ cái cây này á. À, cái cây này đây nha quý vị. Cái cây gì á? Cho quý vị mình thấy nè, đây nó chen vô thôi chứ. À, rồi. Nhưng mà đế vẫn đều hết nha quý vị. Rồi, đó quý vị hết sức nồi đế luôn ha. Cái này mình giao luôn nhiêu vậy em? Dạ, cái này em giao luôn giá 4,5 triệu. Rồi, 4,5 triệu ha. Mà hết sức cái nồi đế luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo 12 quý vị. Một cây mai dán bài ha. Dạ, cây này chắc nó chiều bay của nó khoảng 2m, 2m rưỡi gì đó quý vị. Rồi, khoảng 2m đến 2m rưỡi. Đó quý vị. Ha, em xây một vòng dân. Đó, tay cành luôn, lắc lượng luôn ha. Đó. Nó tay cành xè hình xương cá luôn ha. Chờ đúng dán bài luôn ha. Đó. Tiếp luôn vòng nữa. À, cái này em bao ship 150 km như quý vị. Rồi, bao ship 150 km. À, lúc này đi xa hơi khó khăn đó quý vị. Rồi. Đoạn dưới nè quý vị. Rồi, mình cho cái này chắc thông số hoành có cây thân chính với cái cũ nữa luôn ha em. Dạ, em cho cái cũ trước đi. Rồi, cái cũ ngay vị trí ngay đó là nhiêu nha? Dạ, 34. 34. Còn quanh ngay vị trí này. Dạ, 25. 25. Đây quý vị. Rồi, xây tiếp tiếp luôn ha. Cái nồi đế cũng rất là đẹp nha quý vị. Để lực ha, củ đặc ha quý vị. Dạ, củ đặc luôn. Ở phía trước có chân triệu rất là lớn luôn nha quý vị.
cây bao sống khỏe cho quý vị. Cái này giao lưu nhiêu em? Dạ, cái này em giao lưu giá 4,5 triệu, bao ship 150 km. Rồi, 4,5 triệu bao ship cho quý vị là 150 km ha. Quý vị ưng ý cây nào cứ điện thoại alo với trực tiếp với em ha, mình thỏa thuận giá cả nha quý vị. Được rồi, em chúc quý vị mình luôn nha. Rồi, cái này cũng là cây cuối của clip rồi quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi ha. Thì quý vị ơi, thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào thì cứ mình dặn alo âm dân ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị mình vào clip sau.